hôm nay cũng lạnh. So hôm nay thì trời nắng đẹp lắm các bạn ơi. Cũng vẫn lạnh nhưng mà cũng ok. Thì hôm nay Julie cũng muốn chụp một cái cảnh mà nó trời nắng, vừa nắng mà vừa đẹp mà cũng vừa không lạnh lắm ở chỗ Canada này. Với lại Julie muốn đi một chỗ là Popeye. Các bạn biết không, chỗ Popeye normally là nó ở chỗ bên Mỹ lận á. Bây giờ Julie nghe nói là nó qua bên Canada rồi. Popeye là nó bán một cái fast food restaurant đó các bạn. Bây giờ thì xin các bạn cùng theo dõi với mình nhé. Hẹn gặp lại chút nữa. Trời nắng đẹp lắm các bạn hôm nay. Turn right, then turn left. Chạy xe tới này cũng gần tới rồi các bạn. So turn right. Nói vậy your chứ destination is on the right. Julie cũng chạy lái xe như vậy mà cũng không biết đường lắm đâu các bạn. Julie thì dùng GPS thôi. Oh wow, các bạn thấy trước không, người nhiều đó là nó tụi nó là biểu tình cho trường học á các bạn. Bên đây so why are you just saying you're afraid of the CEO or what? Yeah, you record there. Alright, you see Popeye somewhere? Right there. Where? Right there. Okay. So we passed it. Oh here. Can we go in here? No way. Got our way in the front, right? Khi mình tới rồi các bạn, bây giờ mình đi vào chung nha các bạn. So, I'm going to get my key. Bây giờ Judy đã mua xong rồi. Bây giờ thì Judy đang đợi lấy cái đồ mình đã order đó các bạn. Mình đợi chút nha, bắt đầu xem ở ngoài kìa. Chỗ này mình có thể mua rồi mình ăn ở đây cũng được, muốn đem về nhà ăn cũng được các bạn. Your church can return at this. So what drink should I get? Maybe
Right. Bây giờ thì mình có thể nó cho cái ly á mà các bạn, rồi mình có thể tự lấy nước uống. Nước uống này nó cho mình uống thả ra luôn các bạn, mình uống bao nhiêu cũng được hết trơn á. Ok, xong rồi rồi mình để cái này vào. Wow, this lid here. Các bạn ơi, gần tới nhà rồi. Julie mua cái top 7 thịt gà đó xong rồi. Nhưng mà bây giờ xe của Julie nó hết xăng á. Bây giờ thì Julie đi đổ xăng nha các bạn. Tới chỗ đổ xăng này rồi. Julie làm biến vào trong trả tiền á, Julie thích ở chỗ cái máy này trả tiền hả các bạn? They're authorized for $200. Các bạn, Julie về tới nhà đói bụng quá các bạn ơi. Bây giờ Julie mời các bạn ăn cùng với mình nha.
các bạn. Sao thấy Julie ăn vậy có thèm không? So, yeah, nói chơi thôi. Đó là cái chicken pot pie mà Julie hồi nãy thèm ăn á. Julie đi mua về ăn. Xong rồi, bây giờ Julie nghĩ là có một cái công việc phải làm nữa. Đó là Julie phải đem chiếc xe của Julie đi rửa. Thì bây giờ thì các bạn đi cùng với mình nha. Các bạn có chiếc xe mình rửa xong này đẹp không? Mới tinh luôn đó. Wow, look at that. Tình luôn ha. Đấy. Ok, vậy là xong hết công việc một ngày của mình rồi. Julie rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thì Julie xin ngừng lại từ đây nha. Xin hẹn gặp lại các bạn cái video sau. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye. We'll be right back.